Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em có lấy thêm được rìu của Thụy Điển, dao chặt thép xanh hai mặt, mỏ lết răng bằng đồng Bialon, dao của Mỹ Grand River, một số muỗng nĩa, ống dòm, kính lúp, kính mát, một số đồ nghề bãi, có rổ úp chén, thớt của Đức, dao chặt, cán búa bi, giấy nhám, dao gấp. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh ạ. Và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn. Nay em lên mã D. Mã D1 là một cây rìu. Cây rìu này là của Thụy Điển ạ. Made in Sweden ạ. Cái hiệu của nó đây ạ. Husqvarna, nó cái logo ở trên đây ạ. Cây rìu này là còn nguyên zin luôn ạ, còn mới chưa qua sử dụng. Tem mác nó còn luôn đây. Rìu này cân nặng tổng thể là 1,1 kg ạ. Và em đo cái chiều dài. Chiều dài là được 38 ạ. Và cái phần lưỡi. Phần lưỡi thì nó có miếng cái miếng này để bọc cái lưỡi lại đây ạ, bằng da luôn ạ. Rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Cái phần lưỡi em đo qua đây là được 8,5 và chiều dài là được 14,7 ạ. Cây rìu D1 này em bán là 1.980.000 ạ. Em qua D2 là một cái con dao chặt hai mặt ạ. Dao chặt này đây chữ nó khắc đây rất là đẹp luôn mà nó là thép xanh ạ. Đây có chữ xanh ở đây ạ. Dao là còn rất là đẹp luôn. Chữ cũng rất đẹp. Dao này thì em cân nặng nó là tổng thể là được 700g ạ. Chiều dài phần lưỡi là 16,5. Và cái bảng ngang em đo qua đây là được 7 ạ. Và độ dày của con dao này 7,8 ly ạ. Dao chặt thép xanh em bán là 2.100.000. D2 2.100.000. Và em qua D3. D3 cái mỏ lết bằng đồng, nặng là 2 kg ạ. Cái mỏ lết này là còn mới luôn. Đây cái này là màu nguyên zin của nó luôn. Em để vậy luôn ạ. Của Pialon. Nó dài là 450mm ạ. Toàn bộ là bằng đồng hết. Đây cái phần răng của nó đây ạ. Đây. Cái phần răng của nó đây không có bị mẻ dập gì hết ạ. Còn mới luôn. Nguyên zin của nó. Cái hãng này là của tàu biển ạ. Còn rất là đẹp. Cái mỏ lết răng bằng đồng size 450 này em bán là 3.200.000. D3 3.200.000 ạ. Và em qua D4 là một con dao. Cái phần vỏ của nó đây. Và cái phần tay cầm là bằng gỗ ạ. Và cái này là bằng sừng. Đó, cái khâu là bằng sừng và vân là vân đa ma kết ạ. Và con này thì được rèn thủ công ạ. Dao này thì em đo cái chiều dài tổng thể ở đây thì được là 23,5 và phần lưỡi sử dụng ở đây là được 11 ạ. Và bảng ngang mà em đo qua được là 2,5 và độ dày.
Độ dày của dao này là được 3,8 ạ. Có cái vỏ rất là an toàn luôn và rất là đẹp. D4 này em bán là 1 triệu 600k ạ. D4 1 triệu 600k. Và em qua D5 là một cái con dao của Mỹ ạ. Dao này thì cái phần vỏ bên ngoài là bằng da da thật luôn. Nó có một cái đồ đánh lửa. Đây cái thương hiệu của dao này đây ạ. Brand River Knife USA ạ. Đây trên đây cũng có chữ đây ạ, Brand River Carvette USA. Thép của dao là thép A2, thép không gỉ ạ. Dao này thì em đo cái chiều dài tổng thể của nó là được 22,8 và phần lưỡi ở đây là được 10,3 và bảng ngang qua là được 2,8. Độ dày của dao này đây là được 5,4 ly ạ. Đây. Da này là da thật luôn đây ạ. Và dao của USA này thì em bán là 4 triệu 400k ạ. D5 4 triệu 400k. Em qua D6. D6 là cái con Tanto. Đây hình thức bên ngoài của nó đây. Vân là vân Dama kết ạ. Rất là đẹp luôn. Con này thì em đo cái chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 34,3 và phần lưỡi ở đây là được 20,6 và bảng ngang qua đây là được 3,3 và độ dày của con dao này đây là được 3,9 ly. D6 em bán là 980k ạ. Và em qua D7. D7 là sáo Yamaha của Nhật ạ. Đây cái hãng Yamaha của Nhật Japan. Đây sáo này thì nó có 3 khúc như vậy rồi mình mở hai cái đầu chụp này ra mình nối vào ạ. Sáo này thì mình thổi cũng được hoặc là các anh các chú mình trang trí ở nhà. Đây, nó có một cái cây để mình vệ sinh và cái sáp nữa ạ. Yamaha. Trên thân sáo có chữ Japan đây ạ. Thì cây sáo mã D7 này em bán là 300k, D7 300k. Và em qua D8 ạ. D8 là muỗng. Muỗng này thì mình ăn sữa chua ạ. Mình ăn trái cây, nghĩa ăn trái cây ạ. Và nó là inox 304 ạ. Inox 304. Cái này thì em có là được 5 muỗng mạ vàng ạ. Mạ hồng ạ, hồng ánh kim, hồng màu hồng hồng. Và cái này thì màu trắng ạ, nghĩa màu trắng. Chiều dài của muỗng này đây là được 14,143 ạ. Và nghĩa thì chiều dài của nó là được 14 năm. Muỗng thì mình ăn sữa chua, ăn kem, còn nghĩa thì ăn trái cây ạ. Thì một set 5 muỗng 5 nĩa này em bán là 150k D8.
Và em qua D9 là muỗng cà phê ạ, sữa. Mình pha sữa pha cà phê đây, cũng là inox 304. Muỗng nghĩa là còn mới hết ạ, còn mới. Các anh các chú mình yên tâm sử dụng. Chiều dài của cái muỗng này thì được là 19,3 ạ. Đó, muỗng cà phê, pha sữa pha cà phê ạ. 5 cái muỗng này em bán là 100k D9. Và em qua D10 là muỗng ăn cơm ạ. Đây, nó mạ cái màu hồng lên, hồng ánh kim. Đó, cũng rất là đẹp luôn. Cái muỗng này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 20,5. Và cái đường kính muỗng qua là được 4 ạ. Muỗng này mình muỗng ăn cơm. Đây thì em có 4 cái ạ. Cũng inox 304. D10 em bán là 150k D10 ạ. Và em qua D11. D11 là em có nĩa. Ở đây thì em có là 5 cái nĩa. Cái này mạ vàng, màu vàng rất là đẹp luôn, rất là sang. Cái này thì chiều dài là được 20,5 ạ. Và cái bảng của nó qua đây thì được là 2,8. Cũng là inox 304 hết ạ. Đây, inox 304. 5 cái nĩa vàng này thì em bán là 180k D11 ạ. Em qua D12 là cái ống dòm ạ. Cái ống dòm này thì hình thức của nó là nó có bị trầy xước ở bên ngoài ạ. Này. Đó. Và cái mặt này thì nó hơi bị rỉ nhẹ thôi ạ. Về các anh mình vệ sinh lại ạ. Này. Hiệu là Ristan Made in Japan này ạ. Và cái này khi mà các anh mình sử dụng đây, mình chỉnh nó đây, nó mặc hai cái kính này thì nó ra vào như vậy đó. Còn có cái nút ở đây thì mình sẽ ấn vào nó mở lên đó. Khi mà mình muốn gấp gọn mình ấn vào vậy, ấn vào và mình gấp lại đó, nó rất là gọn luôn ở trong lòng bàn tay em. Cái ống dòm này thì em đo qua là được 10,6, ngang qua là được 6,2. Thì cái ống dòm này em bán là 220k ạ, D12. Em qua D13 là một cái đồ để mình khui đồ hộp ạ, còn mới luôn ạ. Cái này em bán 100k D13. Em qua D14 là cái cây bút ạ. Cây bút này dùng trong iPad, máy tính bảng. Này nó cũng còn mới luôn, nó còn trong hộp luôn ạ. Cái này là cái dây sạc. Một đầu thì mình gắn vào cây viết, một đầu thì mình gắn cái cục sạc điện thoại, mình sạc trực tiếp điện 220 ạ. Và ở đây thì nó cho thêm hai cái đầu để mình thay đổi. Khi mà mình dùng lâu rồi thì mình thay đổi cái đầu viết nó đây. Thì cái mã D14 này em bán là 250k ạ. D14 250k. Em qua D15 là cái kính lúp ạ. Cái kính lúp đây ạ. Kính lúp là nó còn cái hộp luôn. Đây, cái hộp của nó đây ạ. Cái kính lúp là nó không có bị trầy xước gì hết. Và ở đây thì mình dùng ở đây pin ạ. Mình cho 4 cục pin vào thì đèn sáng nè, có đèn nữa. Ở đây đây, như cái này thì on off mở đèn ở đây ạ. Đó. Cái này, cái kính này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 22. Và cái đường kính qua đây thì được là 9 ạ. Cái kính lúp này em bán là 280k ạ. Còn trong hộp luôn.
D15 280k. Em qua D16 là kính ạ, kính mát. Cái kính này là dành cho bé ạ. Đây nó có chống tia UV luôn ạ, màu xanh. Kính này là của Đài Loan xuất Nhật ạ. Đây nó có chữ Made in Taiwan đây ạ. Kính này thì em bán là 150k D16. Em qua D17 là cái kính này thì màu trắng ạ. Kính chống bụi. Em bán 150k luôn ạ. Em qua cái này D17 là kính màu trắng 150k. D18 thì cái kính này chống bụi, mát nữa ạ. Mình đeo vào thì nó mát nữa, nó cái này thì nó vừa trắng mà nó dường em thấy là nó nghiêng nghiêng có màu cam màu tím như vậy đây ạ. Nó D18 này cũng là 150k. Em qua D19. Cũng một cái kính trắng nhưng mà nó có ánh ánh lên, là vừa đeo bụi mà tránh bụi mà vừa đeo mát luôn ạ. Đây, đó. Cái này thì em cũng bán 150k. D19. Và em qua D20. Cái kính này thì nó có cái viền màu tím ạ. Kính này kính mát. Kính mát chống tia UV. Em cũng bán 150k. D20 150k. Em qua D21 là cái massage ạ. Đây, bằng thép không dỉ. Cái này thì các anh các chú mình mua cho các chị các cô mình. Cái này là massage mặt, massage mắt đây ạ. Đó, mình kéo ngược lại là nó massage rất là dễ chịu luôn. Cái massage này thì em đo cái chiều dài từ đây xuống phần tay cầm là được 14. Rất là gọn luôn ạ. Em bán 120k, nó có cái túi bên ngoài là túi nhung để mình để cái massage. D21 này em bán là 120k. Em qua D22 là cái móc khóa ạ. Thì cái móc khóa này thì nó có ở đây, em thấy có đầy đủ hết đây. Đó. Cái này thì nó có chữ N. Đó, nó có hai cái móc. Nó có thêm cái móc này nè, và nó có cái vít để dặn nữa. Đó. Một bộ của nó trong cái túi như vậy ạ. Em bán cái này 50k. Còn mới luôn ạ. D22 50k. Em qua D23. D23 là ốc vít ạ. Ở đây thì em có hai hộp là nó như mỗi hộp đây thì nó có đều có những cái khúc ngắn rồi vừa đủ hết size luôn đây ạ. Nhưng mà cái hộp này thì em đo cái độ dày của nó ở đây đây. Này thì được là 5.8 đây ạ. Đó. Nó có nhiều như cái này dài, cái này thì ngắn ở đây ạ. À, nó
ngắn hơn rồi vừa vừa đủ hết. Thì cái hộp ốc bích này em bán là 90k. Và em qua cái D24 thì cũng là ốc bích mà em thấy nó nhỏ hơn ạ. Khi em đo thì nó nhỏ hơn. Đây 4.8 à 4.7 đó. Nó cũng có size dài rồi ngắn rồi vừa đủ hết trong đây. Ốc bích này D24 em cũng bán 90k. Thì em qua D25 là cái bơm xe đạp ạ. Cái này thì các anh các chú mình chạy xe đạp đem theo thì rất là tiện luôn. Đây. Đó, nó có hai đầu luôn. Cái này thì nó rất là gọn luôn ạ. Em đo gấp gọn ở đây thì được là 25. Thì D25 này em bán là 200k. Thì nó có cái đồng hồ nữa ạ. Em qua D26 ạ. D26 là cái pen thủy lực. Cái này thì nó được là 100 Newton, đây nó để đây 100. Cái này thì nó có đầy đủ luôn, có đầy đủ vít đồ trong đây hết. Thì một cặp này em bán là 160k. Đó, nó đủ hết vít cho nó. Và em qua D27 ạ. D27 cái này thì là 50 ạ, 50. Đó, nó cũng đầy đủ vít đồ hết trong đây. Thì D27 này em bán 160k luôn ạ. Và em qua D28 là cái rổ để mình để các chị mình rửa chén đây ạ. Đó. Cái này thì nó có thêm một cái khay để ở dưới để nước nó chảy xuống dưới đây, nó có hình minh họa ở đây ạ. Đó. Cái hình minh họa như vậy. Em đo cái chiều dài nó qua đây thì được là 43 ạ. Và ngang qua thì được là 22. Đó, mình để ở bếp rất là gọn luôn. Cái này thì nó cũng mới cho mình thêm 4 nút cao su để mình để ở dưới đây để nó không có trơn trượt ở đây ạ. Có cái hình minh họa đây, đó. Cái này thì nó cao. Nó cao thì em đo cái chiều cao từ cái phần này cho tới chiều cao mà mình để thì được đây, em đo chiều cao ở đây thì được là 17 ạ. Chiều cao cái rổ là 17 và cái phần mà mình để chén ở đây thì nó được là 12 năm ạ. Đó. Rất là gọn luôn. Thì D28 này em bán là 150k. Và em qua D29 ạ. D29 là cái cân cái thớt ạ, em nói nhầm. Cái thớt của Đức. Đây, cái thớt này là nó cân nặng là được 2 kg ạ. Này, đó, nó để thớt này thì mình để mình thái thịt, mình gọt củ quả ạ. Đây nó có chữ đây ạ, nó có cái logo hai hình người. Nó có chữ Made in Germany đây ạ. Made in Germany, cái logo hai hình người của Sia Willin Henkel. Em đo chiều ngang qua đây thì được 30 ạ. Và cái thớt này thì nó dài ở đây là được 41 ạ. Thớt này em bán là 300k. Đây ạ. D29 300k. Và em qua D30. D30 là cái móc cái kệ nè để mình móc quần áo ạ. Cái này thì cái phần này thì nó dính vào gạch, vào kính ạ. Đó.
Đây nó có ở đây là được 6 cái móc để mình có thể mình treo đồ. Cái này thì mình treo đồ nhẹ thôi ạ. À. Tại vì cái này thì nó hít ạ, à, chứ nó không có khoan bắt vào tường. Thì cái móc treo này em đo cái chiều dài của nó qua đây thì được là 40 ạ. À. Chiều dài qua đây được 40. Đó. Em bán là 140 ạ, 140k. D30 140k. Em qua D31 là cái bào. Cái bào của Kai ạ. Đây. Tem mát là còn đây, nó còn mới luôn ạ, Made in Japan. Đây cái bào, lưỡi còn rất là sắc bén luôn, Kai thép không dỉ. Cái bào cũ này thì em bán là 100k. D31 100k. Em qua D32 là cái tỉa lông mũi ạ. À. Cái này thì các anh các chú mình cho vào mũi mình tỉa đó. Nó rất là an toàn, không phải dùng kéo ạ. À. Dùng kéo thì nó hơi nhọn, còn mình dùng cái này thì rất là an toàn luôn. Nó có cái khi mà mình tỉa xong thì có cái màng chải này nữa để mình vệ sinh lại ạ. À. Em bán là 130k D32. Em qua D33 là cái móc tay ạ. À. Cái này nó rất là tiện luôn, mình làm xong mình treo lên. Ở đây thì em có là đây một cây vệ một cây bàn chải vệ sinh lại. Ở đây có 3 cây móc ạ. À. Đó, một bộ của nó như vậy. Mình dùng xong rồi mình để vào đây rất là gọn luôn. Một bộ này thì em bán 60k ạ. À. Bộ móc rái tay 60k. Thép là thép không dỉ ạ. Và em qua D32 là cái khóa. Đây, cái khóa này thì khóa số đây. Đó. Mật khẩu của nó hiện giờ là 5 số 0. Thì khi mà mình muốn đổi thì ở trong đây nó có nút reset đây. Các anh các chú mình dặn ở trong đây và mình đổi lại ạ. Đây nó có hướng dẫn hết đây ạ. À. Nó hướng dẫn là khi mà mình reset để mình đổi mật khẩu. Cái này thì mình để mình khóa xe đạp, xe máy đây ạ. À. Thì ý mình. Ở đây thì nó có thêm hai cái này nữa để mình bắt vào để mình khóa ạ. À. Nó có thêm hai cái này nữa. Và cái phần lõi dây cáp ở trong thì rất là chắc chắn luôn, rất là dày dặn ạ. À. Và nó bọc bọc nhựa ngoài cho mình. Đó. D32 này em bán là 250k ạ. À. Em qua D33 làm hai cái tay cầm, cái phanh xe ạ, à, của xe đạp. Cái này đây ạ, à, còn mới luôn, còn trong bịch em lấy ra để em quay cho các anh xem thì mình dễ hơn ạ. À. Cái này nó có số ở đây. Đây cái này em thấy ở đây thì một tay thì nó để là slow, lao này là chậm đây ạ, à, và hai này là nhanh. Đó. Thì một cặp của nó như vậy em bán 200k. Còn mới luôn. D33 200k. Em qua D34 ạ, là hai cái kính để mình gắn vào cặp kính để mình gắn vào xe máy ạ. À. Đây, đó. Cái cặp kính này thì nó loại ngắn ạ. À. Như cái kính này thì đây nó dài ở đây là được 11.8 ạ, và ngang qua đây thì được là 4.8. Đó. Cái kính này ngắn, có các anh các chú mình thích gắn kính ngắn ạ. À. Em bán một cặp luôn ạ. À. Một cặp kính này là 320k. D34 320. Em qua D35 là cái
Cái này là để cắt bánh à, cắt bột bánh làm bánh. Đây. Nó giống như cái dao để cắt bột ra ạ. Cái này thì nó để số ở đây. Cái đồ cắt bánh này thì em bán là cắt bột. Cái này là cắt bột chứ không phải cắt bánh à, cắt bột để làm bánh. Thì các anh các chú mình mua cho các chị mình dùng ạ. Nếu nhà các chị nào mà có hay làm bánh ạ. D35 này em bán là 80k. Em qua D36 làm cái móc để mình có thể là mình treo quần áo ạ, treo khăn áo ở đây hoặc là mình treo đồ gì đó. Thì cái phần móc, cái phần này đây là nó là thép không dỉ ạ. Và nó rất là dày dặn luôn ạ. Đây em để đây các anh các chú mình xem. Đó, nó rất là dày dặn luôn. Và cái keo 3M này là nó rất là dính vào tường luôn. Thì các anh các chú mình dán vào gạch ạ. Mình dán vào gạch thì nó giữ cái keo rất là lâu luôn ạ. Đó, em thấy là dán vào gạch ạ. Như trong toilet mình dán hết gạch thì mình dán cái này vào. Đó, mình treo đồ thoải mái luôn. Cái này để em mở ra một cái. Nó rất là đẹp luôn. Đó, nhìn nó rất là dày dặn. Đây ạ. Cái này ở đây là em có được 5 cái móc này. 5 cái móc này em bán là 180k. 5 móc 180k D36. Em qua D37. D37 là móc chữ S ạ. Này móc này mình treo đồ nó là inox ạ. Này thì em có một size này. Hai cái đầu của nó là nó hàng lại cho mình luôn. Móc này thì em đo như vậy là được, nó dài là 10 á. Thì mình treo đồ cũng rất là tiện ạ. Ở đây 10 cái thì em bán 100k. D37 100k. D38 là cũng móc ạ. Móc này ở đây thì em có là được 5 cái. Này. Móc này thì các anh mình móc chìa khóa rất là ok luôn. Đây ạ. Đó. Như em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 4,8 ạ. Đây. Đó, rất là chắc chắn luôn. Nó là inox luôn ạ. Cái này 5 cái này em bán 100k. D38 100k. Em qua D39 ạ. D39 thì ở đây em có, ở đây trong cái túi này thì ở đây là nó có hai cái móc này, hai cái móc nhỏ này, hai cái móc chữ S này. Thì cái chiều dài của nó ở đây là được 7,3. Và nó là cái, ở túi này là cái đồng rộc ạ. Đó. Cái phần này thì nó là bằng bằng nhựa cứng thôi à, nhựa mà cũng nhựa cao cấp. Đây, nó có dây như vậy và nó có cái móc. Và cái túi này cũng giống vậy ạ. À. Thì cái mã D39 này em bán là 150k. Có sẵn hết dây thì móc rồi hết ạ. D39 150k. D40 là ở đây em có hai cái móc. Đó, cái móc như vậy. Cái này là thép không dỉ ạ. Đó. Kiểu của nó như vậy ạ. Thì em đo cái chiều dài của cái móc này đây là được khoảng là gần 10 ạ. À. Kiểu dáng của nó như vậy.
Vì hai cái móc này em bán là 80k ạ. D40 80k. Như cái đường kính của cái lỗ này đây, nó nằm ở đường kính trong lòng cái lỗ này thì qua là khoảng 2,5 ạ. Đó. Một cặp này em bán là 80k D40. Em qua D41. D41 ở đây thì nó có là hai cái móc. Cái này thì không biết dùng vào việc gì đây nè, như cái kiểu của nó như vậy, một cái hình vuông, một cái hình tròn ạ. Một cái hình vuông, một cái hình tròn. Và nó có cái đồ để mình móc nó này ạ. Đó, mình móc vào đây, và nó có cái dây, là trong đây là dây cáp ạ. Thì em không biết sử dụng vào việc gì. Cái này cũng vậy. Cái này là nó đều còn mới hết, nó còn trong túi hết ạ. Thì cái này em bán là 150k hai cái ạ. Một cái vuông, một cái tròn. Cái kiểu của nó như vậy. Dây cáp của nó trong đây. D41 này là 150k hai cái ạ. D42 này là cái van của xe máy, xe ô tô mà không ruột bánh đặt ạ. Cái này ở đây thì em có là 10 cái ạ, 60k. 10 cái van này em bán 60k. Và em qua D43. Là cái vít ạ. Cái vít mini. Nó có một cái đầu 4 cạnh đây, và một cái đầu này là đầu đầu dấu trừ ạ, đầu dẹp. Này là em lắp hai cục pin nhỏ vào đây ạ. Các anh các chú về mình lắp thêm vào đó. Thì nó có đảo, nó có xoay ngược chiều lại nữa ạ. Đó. Này mình dùng thì cũng rất là tiện luôn. Cái D43 này thì em bán là 180k ạ. Em qua D44 ạ. D44 là cái gì kìa? Dây cáp. Dây cáp này thì trong đây nó rất là nhiều luôn, em không biết nó dài bao nhiêu. Và nó có mấy cái đầu này nữa ạ. Nó có mấy cái đầu nó, có mấy cái đầu này nữa. Đó, một cuộn như vậy. Một cuộn như vậy em bán là 180k ạ. Em đo nó đây thì nó được đây 1,4 ạ. Độ dày của nó là 1,4. D44 này em bán 180k. Và em qua D45. D45 thì ở trong đây là em có 4 cộng dây cáp dài 1 mét ạ. Đây, một cộng là dài 1 mét. Đây, nó có móc. Em đo cái này thì nó được 1,9 ạ. Đó, cái độ dày của nó là 1,9. 4 cái dây cáp này em bán là 150k ạ. D45 150k. Em qua D46 là cái dây rút. Dây rút này thì ở đây
có nhiều size lắm mà, nó tới là 500 cộng ạ. Nó đấy là 500 cộng luôn. Size bé rồi size vừa. Đó. Nó thì cái dây lớn nhất của nó thì này em không đo được là tại vì nó nằm trong đây nó rất là nhiều. Đó. Đây cái này là em thấy có size nhỏ đây. Nó có cái size nhỏ. Rồi vừa vừa. Nó thì không có lớn, nó chỉ có size vừa thôi. D46 này em bán là 120k. Em qua D47 là cái dây xích ạ. Dây xích này thì nó dài là 3m. Ở đây thép là thép không gỉ ạ. Đây, đó, xích của nó đây còn mới luôn. Nó còn ở trong cái túi luôn đây. Đây và nó có thêm hai cái móc này nữa ạ. Nó còn cho thêm hai cái móc này nữa. Em bán 300k D47. Em qua D48 là cây kiểm tra điện ô tô xe máy. Nó là 6 đến 24V này ạ. Cái đầu kiểm tra. Thì cái này em bán 150k ạ. D48 150k. Em qua D49 là cái đồ để mình lấy ốc gãy. Cái này sao nó cứng đây. Đó. Này nó có để đủ luôn đây, ở đây là của HSS thì ở đây 4 3 2. Cây này là 2 rồi cây này 1. Rồi cây này nó để đi không thì em thì không có rành ạ. À. Nó để các xài ở đây. Thì bộ lấy ốc gãy này em bán 180k D49. Em qua D50 thì cái đầu đầu bông ở đây thì nó có đầy đủ các size luôn ạ. 11 đầu luôn ạ. Nó có đầy đủ luôn. 11 đầu em bán 200k. D50 200k. Em qua D51 là cái cây để các anh các chú mình đóng lên dây thắt lưng đây, dây nịt hoặc là giỏ quai đeo túi xách hoặc là dây dài á. Cái này nó có đủ size luôn đây. Một cái size 1.5 nó bị rớt xuống đây ạ. Rồi 2.5, 3, 3.5, 4 và có cái size 2 chấm là nó gắn vào đây rồi ạ. Đó. Rất là đẹp luôn, cái tay cầm thì là bằng gỗ ạ. Đây có chữ của Nhật đây đó, hàng còn mới luôn. Cái này thì các anh mình dùng búa mình đóng vào đó. Tay cầm bằng gỗ. Thì cái cây này cái chiều dài của nó ở đây thì được chiều dài của nó là được 13 ạ. D51 này em bán 150k. Em qua D52 là một cái cây để các anh các chú mình lấy hạt ạ. Giống như là nó có một lưỡi răng và một lưỡi dao trên đây, một răng một dao dưới đây cũng vậy ạ. Đó, có răng. Cái này là giống như mình lấy hạt mắc ca ốc chó hoặc dẻ rồi ạ. À. Đây lưỡi của nó đây, hiệu của nó là Gomi, thép không gỉ Saletel, tay cầm là bằng nhựa. Thì chiều dài của nó ở đây là được 17 năm. Đó, rất là gọn luôn. D52 này em bán 80k. Em qua D53 là một cây kéo ạ. Kéo này là còn mới luôn, này màu vàng. Nó nhỏ thôi ạ, nó nhỏ gọn. Chiều dài tổng thể của kéo này đây là được 9,3. Và phần lưỡi nó ở đây thì nó rơi vào khoảng 2.4 ạ.
chéo này em bán 200k. D53 200k. Em qua D54 à. Là cái bộ này là chuyên dành cho các anh các chú mình bên sửa đồng hồ. Đó, sửa đồng hồ, sửa điện thoại à. Em thì không có rành à, này mở ra để cho các anh các chú mình xem à. Đây thì nó có thêm ốc vít ở đây, rồi nó có mấy cái đầu này. Đó. Rồi nó có cái đầu này để mình nối vào à. Rồi nó có cây nhíp, cây chổi, cây nại, rồi cái mấy cây này như vậy đó. Có cây lấy sim. Mấy cái này nè. Có một bộ của nó đây. Một bộ này thì em bán là 180k. D54 ạ, 180k. D55 là cái bộ giấy nhám à, dùng cho máy mài à. Nó nguyên một hộp như vậy luôn, nó có các đầu luôn đây ạ. À. Đầu to, đầu bé đây. Cái đầu này thì đây, cái đầu này là 3 ly ạ, à. Đầu 3 ly. Nguyên một hộp như vậy luôn, rất là nhiều. Thì em bán là 250k. Em qua D56. D56 là cái đầu cót cộng trừ để nối dây điện ạ. Đây, trong đây nó có các size như vậy đây. Đó. Nó có như vậy đầy đủ hết. Em nhìn thì em không có rành như các anh được. Đây, nó có hình minh họa ở đây. Đó. Đây, màu đỏ, màu xanh và màu vàng ạ. Thì cái đầu cót này em bán là 180k D56. Em qua D57 là cái phụ kiện dùng trong xe máy à. Đây, nó một hộp của nó như vậy. Cái đầu này như cái đầu này đây, cái đầu này thì rất là đắt tiền luôn đây ạ. À. Nó lộn xộn ở trong đây. Một hộp của nó đây. D57 này em bán là 180k ạ. Và em qua D58 là đèn. Đèn này thì ở đây là nó có được 5 màu, 750 cái ạ, 5 màu. Nó có màu trắng, màu xanh lá, màu xanh dương, màu đỏ và màu vàng. Đó, nó để đây là 3 mm. Một hộp của nó như vậy. Em bán 80k, D58 80k. Em qua D59 là cầu chì, là giống hồi nãy cái hộp kia cũng có à, cái hộp kia cũng có mấy cái cầu chì này à. Như cái này thì màu đỏ này thì nó để ở đây là 10 à, 10. Rồi màu màu vàng này thì là 5 à. Nó đầy đủ hết. Cái này 25. Cái này 30 ạ. 35. Cái này 40. Cái xanh này thì 15.
cái này 20 giờ nó đầy đủ hết. Cái cầu chì dùng trong xe máy xe ô tô này em bán là 150k, D59 ạ. Vậy em qua D60. D60 là cái mỏ hàng ạ. Đây nó có cái túi luôn. Rất là đẹp, rất là gọn gàng luôn. Ở đây thì nó có một cái đồ để mình hút đây, mở hút chì. Cái này không biết cái nắp để làm gì nữa. Có cái miếng này và có cái cây này đây. Có cái đầu để các anh các chú mình thay. Đó, và cái dây của nó đây. Và cái này đây, nó có cái nhiệt độ ở đây, nó nhiệt độ ở đây và nó có cái màn hình điện tử luôn. Và cái này ở đây trên cái cây này nó có để công suất đây ạ. Công suất là 80W và điện là 110V, 220V ạ. Đó, nó để đây. Cái này là còn mới luôn. Một bộ của nó đây. Một bộ này em bán 250k ạ. Nó có cái túi, khi mà các anh các chú mình sử dụng xong mình bỏ vào túi rất là gọn luôn. D60 250k. Em qua D61 là đá mài ạ. Đá mài Okuma của Nhật ạ. Độ mịn là màu trắng là 8.000 và màu đỏ là 3.000 ạ. Em đo cái chiều dài của cái viên đá này đây là được 17.7 và độ dày là được 2.5 và ngang qua là được 6 ạ. D61 này em bán là 140k. Giờ em qua D62. D62 là cây búa tay cầm là bằng cao su. Và cái này là nó bằng thủy tinh, sợi thủy tinh. Màu đỏ là sợi thủy tinh và thép là thép trắng không dỉ. Đó, búa là còn mới luôn. Sau đây nó có chữ đây ạ, Made in Japan ạ. Búa này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 22.7 và cái bảng chiều dài của cái này qua đây là được 6.9 và cái phần đầu đóng ở đây là 1.5 ạ. D62 này em bán là 140k. Em qua D63 là cây kìm. Made in Japan. Tay cầm là nó bọc cao su ạ. Và kìm này là cũng còn mới ạ. Và cái răng hàm của nó đây không có bị mẻ dập gì hết ạ. Chiều dài ở đây là được 21.5. Em bán là 250k. D63 250k. Em qua D64 là con dao ghép cành ạ. Cái này về các anh các chú mình nào, cái này là dao cạo nhưng mà các anh các chú mình hay dùng ghép cành vì nó mỏng ạ. Cái lưỡi nó rất là mỏng và nó rất là sắc luôn. Chữ của nó bên đây mặt sau ạ. Cái này về mình quấn thêm dây hoặc là vải vào ạ. Chiều dài tổng thể của nó ở đây thì được là 14 năm. Và phần lưỡi sử dụng ở đây là được 6. Và bảng ngang qua đây là được 1.3. Và độ dày của nó là 3.6 ạ. Em bán 180k. D64 180. Em qua D65 là cái con dao, là cái kéo cắt cành ạ. Đây, chữ của nó đây, chữ của nó ở trên đây. Như cái này thì lưỡi nó còn đầy luôn nè, lưỡi còn đầy luôn. Cái này nó rỉ là nó ở bãi, em để nguyên zin về luôn nó. Lưỡi của nó đó là còn đầy luôn. Chiều dài là được chiều dài nó được 20 ạ. Em bán 420k. Đó, chữ của nó ở đây. D65 420k. Em qua D66.
là cây kéo cắt cành ARS ạ. Nó có chữ ARS trên đây và mặt sau của nó cũng có chữ đây ạ, Made in Japan. Đây, Made in Japan ở đây. Chiều dài của nó là được 19 ạ. Em bán 320k D66 ạ. Em qua D67. Là ở đây em có 5 cây khóa. Ủa, ở đây em có được 7 cây ạ. Cái cây khóa. Cây từ size 8. Đây. Của Kabushi có chữ Nhật đây ạ. Đó, thép CRV. Đó, một đầu khóa. Cái này nó có đảo chiều nữa ạ, khóa vòng, khóa miệng. Đó, nó có xoay đảo chiều luôn. Cái này là size số 8. Có size số 10. mười hai, mười ba, mười bốn, mười bảy, mười chín ạ. Đây, nó đảo chiều. Cái bộ 7 cây này em bán là 400k ạ. D67 400k. D68 là cái cây mài dao kéo ạ. Đó, cái cây này mà mình để trong nhà bếp sử dụng rất là tiện luôn ạ. Đó, nó có một mặt bên đây và một mặt bên đây nữa ạ. Hai mặt đều rất là mịn luôn. Và cái nó có mấy cái rãnh này đây là để mình mài thêm được kéo trong đây nữa đây. Đó. Và có cái lỗ này khi mà mình sử dụng xong rồi mình treo lên ạ. Em đo chiều dài tổng thể của nó ở đây là 28. Và phần để mình mài ở đây là 15. Và cái bảng của nó qua là 5 ạ. D68 này em bán là 150k. Em qua D69. Là cây kìm Irene ạ. Size của nó là 10 ạ. 10R. VC Rip. Đây nó có chữ đây ạ, USA ở đây ạ. Đó. Đây, miệng của nó đây, không có mẻ dập gì hết ạ. Cây này em bán 260k. D69 ạ. Em qua D70. Cây này thì cái gốc này đây nó là được 15 cm, nó hình tam giác ạ. Như cái này là nó là thép không dĩ ạ. Nó một cái bên đây thì nó làm như vậy để cho mình cầm ạ. Cái này em bán 80k. D70 này là 80k ạ. Em qua D71. Là cái bấm thắt lưng, bấm dây dài, bấm túi xách ạ, bấm dây túi xách. Cái phần này thì cái phần chốt ở đây nó hơi bị lọt ạ. Đó, các anh các chú về mình sửa lại cái chốt này ạ. À. Cái này là nó còn mới luôn ạ. À. Đây, nó có chữ ở đây. England ở đây ạ. À. Đó, cây này là còn mới luôn, mấy cái đầu của nó đây, chưa sử dụng. Thì cái cây bấm thắt lưng này em bán là 150k. D71 ạ. À. Và em qua D72 là một cái con dao móc ạ. À. Nó có cái bao da phía bên ngoài đây. Đó. Thép của nó là thép không dĩ ạ. Và trên dao thì nó có chữ ký đây ạ. Đó. Kanai. Con dao này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 19. Và cái phần lưỡi ở đây là được 9,5.
và cái bảng ngang qua đây là được 3,2. Và dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 5 ly ạ. Em bán 480k. Nó cái bao da để mình để vào rất là an toàn luôn. D72 này em bán là 480k. Em qua D73. D73 là một cái con dao gấp ạ, của Mỹ ạ. Đây, nó có chữ KUSA đây. Cái vỏ bên ngoài của nó đây, màu xám ạ. Thép là thép không dỉ. KUSA. Dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 9 ạ. Và cái bảng qua đây là được 2,5. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 3,7 ly. Dao này khi mà gấp gọn là em đo nó được 11,7 á. D73 này em bán là 420k. Em qua D74 là một cái con dao hình cái cô gái ạ. Dao này gấp gọn ở đây thì được là 12 ạ. Cái vân nó làm vân đa ma kết cũng rất là đẹp luôn. Chiều dài ở đây là được 8,5, chiều dài phần lưỡi. Bảng ngang qua là 2,7. Và độ dày ở đây là được 2,7 ly. Mấy cái nút này là mấy cái ốc này là bằng đồng hết hả? Nó làm bằng đồng hết. D74 này em bán là 320k. Em qua giấy nhám ạ. Ở đây giấy nhám này thì em có là giấy nhám cái độ thô này. Giấy nhám thì cái độ mịn này nó có 3 tờ là 1200. Thì mấy cái giấy nhám là nó đều có keo ở dưới hết ạ. Thì về các anh các chú mình dán vào cái miếng gỗ để mình mài, hoặc là mình dán vào cái máy của mình ạ. Độ mịn là 1200 có 3 tờ. Cái này độ mịn là 600 nó có 5 tờ. Cái này độ thô của nó là 120 nó có 5 tờ. Và cái này thì nó có 5 tờ ạ. Độ thô là 40. Thì một set như vậy em bán là 180k. D87 này em bán là 180k. Và em qua D88 là cái giấy này thì các anh các chú mình gắn vào cái máy ạ. Cái này thì cái đường kính của nó là 250 ạ. Nó có 12 tờ. Đây, cái này ở đây nó để làm được 12 tờ đây. Cái này em bán là 60k, D88. Và em qua tiếp cái kìm cắt cáp ạ. Size to. Cái kìm này thì nó có hãng cắt tuốt. Size của nó là 52 ạ. Đây, 52mm. Mình cắt đồ cáp 52mm ạ. Lưỡi của nó đây. Đó, lưỡi là còn nguyên zin luôn. Cán là bọc cao su bị trầy xước nhẹ thôi ạ. Đó. Cây này thì em bán là 1,4 triệu ạ. D75 1,4 triệu.
em qua D76 là cái con dao chặt ạ. Con dao này hai mặt ạ. Bề mặt thì nó có bị rỗ ạ. Đó, nó có bị rỗ. Phần lưỡi thì rất là sắc bén luôn. Chữ Nhật thì khắc ở trên cái phần lưỡi đây. Tay cầm gỗ. Cái phần lưỡi này ở đây thì được là 13,8. Bản ngang qua đây là được 6,8. Và độ dày ở đây là được 7,6 ly. D76 này em bán là 380k. Em qua D77 là cái con dao chặt ạ. Cái này mình chặt được thịt gà, thịt vịt ạ. Đây, chữ của nó trên đây, chữ Nhật. Thép là thép không dỉ. Và cái phần lưỡi của nó là cái phần lưỡi là được 17,8. Bản ngang qua đây là được 9 ạ. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 3,5 ly. Con dao chặt này em bán là 350k. Và em qua D78 là một con dao thái ạ, ba lớp thép đây, nó có tách ở giữa đây ạ. Đó. Dao này thì chữ đây, nó dập ở trên lưỡi và nó có cái hình hoa đào ở đây ạ. Dao này thì người trước họ có sử dụng rồi nên nó có bị trầy xước ạ. Đó. Nó tách lớp đây, dao này thì rất là sắc luôn, tay cầm là bằng gỗ ạ. Thì cái phần lưỡi của dao này nó dài ở đây là được 16,2 và bản ngang qua đây là được 4,6. Và độ dày ở đây là được 1,7 ly. D78 này em bán là 200k. Em qua D79 là một cái con dao thái bản vuông của Đức ạ. Đây. Nó có logo hai hình người của Germany. Thép là thép không dỉ, tay cầm là bằng gỗ ạ. Thì cái phần lưỡi dao ở đây là được 17,6, bản ngang qua đây là được 5,5. Và độ dày ở đây là được 2,3 ly. D79 này em bán là 180k. Em qua D80. D80 là một cái con dao gọt trái cây ạ. Tay cầm là bằng gỗ. Đó. Lưỡi dao đây rất là sắc luôn. Dao thì do dao này thì có sử dụng nên nó hơi bị trầy xước nhẹ. Thép là thép không dỉ ạ. Đây. Molybdenum, nó có hình con gà. Đó. Dao này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 14,8. Phần lưỡi ở đây là được 2,5. Và độ dày ở đây là được 1,7 ly. Tay cầm bằng gỗ còn rất là đẹp ạ. Em bán 150k. D80. Em qua D81 là cái liềm ạ. Đây, cái liềm này trên đây nó có chữ đây, đó. Tay cầm bằng gỗ. Tem mác nó còn luôn ạ. Chiều dài của cây liềm này đây là được 36. Phần lưỡi là được 15,8. Bản ngang ở đây là được 4,8. D81 này em bán 200k ạ. Em qua D82 là hai cây cưa. Hai cây cưa này là cưa ngóc ngách ạ. Em đo cái chiều dài cái phần lưỡi của nó ở đây là được 20 ạ. Em bán 60k hai cây, D82 60k. Em qua D83 là cái cán búa bi của Hickory ạ, của Mỹ. Chiều dài của nó ở đây thì được là chiều dài ở đây thì được 35,8 ạ. Đó. Cái này thì cái đầu nó có nêm rồi đó. Đây, nó có nêm rồi.
Cái này thì em bán là 90k một cái ạ. À, 90k một cái cán búp bi này. Và em qua D84. D84 là cái chân mình để mũi khoan ạ. À. Ở đây là nó có size là từ 1 cho đến 6.5 luôn ạ. À. Đó, cái đế 1 đến 6.5 của riêng ta. Cái này thì nó dài ở đây là được 17.4 ạ. À. Và nó ngang qua đây là được 7.3 và nó cao ở đây là được nó cao ở đây. Nó cao là được 4.5. Em bán D84 này là 400k. Em qua D85. Là cái để mình để trầm ạ, à. Đó. Nó bằng đồng, hình bên đây là hình một con chim với hoa đào ạ. À. Bên đây là một hình con công với hoa hoa mẫu đơn. Đó. Dưới đây thì nó có chữ hơi mờ ạ. À. Em đo cái chiều cao. Chiều cao ở đây là được 8.2 ạ. Và cái đường kính qua đây là được 4.3. Em bán là 500k ạ. D85 là 500k. Và em qua D86 cũng là một cái đồ mình để trầm luôn ạ. À. Cũng bằng đồng. Ở dưới đây nó có chữ đây. Đó. Em đo cái chiều cao của nó ở đây là được 5 ạ. Ngang qua đây thì được là 6. Và cái đường kính qua đây 6 ạ. Cái đường cái lòng ở phía bên trong. Cái lòng phía bên trong là 4.5. Em bán 600k. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.